quý vị, ngày 12 tháng 7 năm 2022, tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vào sáng 11 tháng 7, bệnh viện tiếp nhận một người đàn ông 52 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh vì bị ngộ độc rượu methanol, thường được gọi là cồn công nghiệp. Bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng lơ mơ, mạch huyết áp ổn định. Khai thác tiền sử, các y bác sĩ được biết trước đó bệnh nhân mua rượu về uống. Khoảng một tiếng sau, ông cảm thấy khô, nóng rát cổ họng, nhức đầu, tối sầm mặt. Ông bị ngất xỉu ngoài đường và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bằng kinh nghiệm lâm sàng, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị ngộ độc rượu methanol và nhanh chóng làm xét nghiệm máu cho bệnh nhân. Các bác sĩ vừa xét nghiệm định lượng nồng độ methanol, vừa dựa vào các dấu hiệu cận lâm sàng khác, khai thác tiền sử nghiện rượu của bệnh nhân để xử trí sớm theo phác đồ điều trị ngộ độc rượu. Bệnh nhân đã được xử trí cấp cứu, loại bỏ độc chất và sử dụng chất đối kháng đặc hiệu. Kết quả xét nghiệm nồng độ methanol trong máu ban đầu của bệnh nhân là 125,2 mg/dL. Trong khi đó, chỉ số ở người bình thường là bằng 0. Bệnh nhân được truyền chất đối kháng đặc hiệu vào dạ dày để ngăn chặn chuyển hóa hấp thu ngộ độc, đồng thời được lọc máu. Sau một ngày điều trị, tình trạng người bệnh tỉnh, các chỉ số sức khỏe cải thiện rõ rệt, không còn tình trạng toan máu, tức nhiễm độc axit. Hiện người bệnh vẫn phải lọc máu ngắt quãng, tiếp tục theo dõi kết quả các chỉ số xét nghiệm và sẽ được xuất viện trong một vài ngày tới. Bác sĩ Hoàng Tiến Nam, khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, đối với bệnh nhân ngộ độc rượu methanol, nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, do toan máu nặng suy đa cơ quan, ngừng tim dẫn đến nguy cơ tử vong cao, hoặc nếu qua cơn nguy kịch, cứu được tính mạng, thì để lại biến chứng mờ mắt. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube Báo Thanh Niên.